Hôm nay chúng ta học tập phương pháp gì để bảo trì được thiện niệm? Câu Phật hiệu này nếu như chúng ta thường để đầu tiên thì đó là phương pháp để bảo trì thiện niệm, quý vị. Vì mỗi khi chúng ta nghĩ điều ác, muốn làm điều ác mà nhớ Phật thì thiện niệm sẽ phát triển lại, không dám làm điều ác và nghĩ điều ác. Nhớ. Nên mỗi ngày chúng ta nhớ Phật, niệm Phật, lễ Phật là phương pháp để bảo trì thiện niệm hay nhất. Và cũng không buồn giận người khác để trong tâm. Tại vì câu Phật hiệu mình thường nhớ và mình nhớ thế giới cực lạc thì mình không buồn giận người khác để trong tâm. Có những cái buồn giận nhưng mà mình không để lâu. Vì bảo trì được thiện niệm bằng cách là phát đại thiện niệm. Cái thiện niệm thế gian nó nhỏ quá. Đại thiện niệm là bổ nguyện Đức Phật A Di Đà. Mà mình niệm Đức Phật A Di Đà là mình đang bảo trì cái đại thiện niệm trong tâm tư của mình. Hay lắm quý vị à. Rất là hay. Nhớ. Thí dụ như mình mỗi ngày vì sao mà niệm Phật, lễ Phật mà mình có cái sự an lạc mà cái sự an lạc đó, cái niềm vui đó đó nha, khi quý vị hưởng được đó thì không có một cái vị thế gian nào mà so sánh được. Tại vì cái vị niệm Phật an lạc là nó là cái vị ở cực lạc. Còn cái niềm vui ở thế gian thì vui đó khổ đó. Giống như con người mà trẻ đó, già đó, khỏe đó, bệnh đó, mới vừa 8 tháng đó thì phỉ báng đó. Có nghĩa là cái vui và cái khổ nó kế bên, và khổ vui nó lặp lại cũng sát bên. Nhưng chỉ có cái vị cực lạc thôi là mới bảo trì được cái tâm niệm của mình đặc biệt nhất. Nên người xưa có câu nói rất là hay: giữ tâm như thở ban đầu, một đời dư thành Phật. Cái tâm ban đầu mà phát tâm tu hành mạnh như bản thân những đức là tâm ban đầu cũng dữ dằn lắm đó. Giống như khi mà muốn đi tu là lúc đó là người nhà nói này nói kia là không có muốn nói tên, tại vì cái tâm niệm của mình đã quyết rồi. Nghĩa là quý vị phải có cái tâm như vậy đó. Khi mình đã quyết tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc rồi, nếu như gặp những người hữu duyên thì có thể ngồi đàm đạo. Nhưng cái người mà người ta không hiểu nguyên lý này, người ta có nói, người ta có phỉ báng gì mặc kệ người ta. Con đường mình phải duy trì. Duy trì cho cực kỳ mạnh, đừng có nói. Mình nói là không khác là mình đi hơn thua với họ, không cần thiết nói. Mà mình duy trì. Mình duy trì đường dài mới là hay. Cái quan trọng là duy trì đường dài. Vậy thì cái tâm ban đầu của những đức bây giờ còn giữ quý vị. Những đức nói rằng cái tâm niệm những đức bây giờ càng giữ mạnh mẽ hơn. Nghĩa là trong tâm niệm của mình bây giờ là từ bây giờ bản thân mình cho đến khi chết đi, bản thân phải nhất định bảo trì cái thiện niệm A Di Đà Phật và nhất định đem Pháp Môn Tịnh Độ này dùng đa dạng phương tiện để mà giới thiệu, dùng mọi cách luôn. Tại vì sao? Ý nghĩa quá. Có nghĩa là mình vừa bảo trì thiện niệm cho mình vừa có cái tâm niệm muốn sanh cực lạc, mà mình lại hỗ trợ. Mấy vị nhớ câu hỗ trợ nghe, chúng ta là những người hỗ trợ nhau. Giống như cái đạo tràng Vĩnh Không Chung này, quý vị cũng đang hỗ trợ những đức đó. Không có quý vị, bản thân những đức cũng chưa chắc một ngày 4 năm thờ này. Và cũng không có những đức thì quý vị cũng chưa chắc một ngày 4 năm thờ. Nên chúng ta là những người đang hỗ trợ, những người bạn đang giúp đỡ nhau để tiến bước về thế giới cực lạc. Cái này là cái rất quan trọng đó. Nên dù tất cả những ý niệm vui buồn gì chúng ta có thể lội ra, nhưng cái câu Phật hiệu này tuyệt đối không lội ra khỏi tâm mình. Phải bảo trì á, dùng mọi cách. Từ đeo máy niệm Phật, bấm số niệm Phật, có nghe cách nào cũng được. Chỉ cần quý vị niệm Phật được, phù hợp với quý vị thì được. Tại vì mục tiêu là niệm Phật, nên dùng phương pháp nào để giúp mình nhớ Phật, niệm Phật thì đó là phương pháp tốt đối với mình. Có những khi phương pháp này đối với những đức thì tốt, phương pháp này đến với vị chưa chắc tốt. Nhưng quý vị làm sao mà niệm Phật được, đó là tốt. Vậy thì mở rộng phạm vi ra tùy duyên à, rất là hay. Nên từ nơi đó mà
Cái tâm nhớ Phật, niệm Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc là phải duy trì, phải giữ cái tâm này. Phải giữ cái tâm này. Cái này rất là quan trọng. Nên mỗi khi mà tu xong, chúng ta niệm Phật xong, mà chúng ta nhắc nhở nhau như vậy, nó thúc đẩy cái tính tâm mình, thúc đẩy cái tính tâm niệm Phật mình mạnh lên. Đó. Quý vị nhớ rằng là con người chúng ta ở trong cuộc đời này, phát tâm lớn thì khảo đạo lớn, phát tâm nhỏ thì khảo đạo nhỏ. Mà mình muốn sanh về Cực Lạc là một cái quốc độ thù thắng lớn, mà được mười phương chư Phật tán thán. Vậy thì mình muốn sanh về Cực Lạc cũng không đơn giản. Tuy là mình niệm Phật là nhất định Đức Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn mình đó. Nên bổ nguyện của Ngài là niệm ta tiếp dẫn mà. Muốn gì liền được gì. Tổ sư nói muốn gì liền được gì. Có nghĩa là muốn gì, muốn gì cái ý niệm cuối cùng quý vị là liền được gì. Quý vị nhớ cái ý niệm này nghe. Có những người nói rằng, ủa vậy con muốn gì sao chưa gì. Cái ý niệm cuối cùng khi thọ mạng đến, muốn gì liền được gì, là niệm A Di Đà Phật là muốn gì. Thế giới Cực Lạc liền được về. Cái này rất là quan trọng. Nên cái ý niệm này phải cần nuôi dưỡng từ bây giờ. Nuôi dưỡng cho đến khi kết cục cuộc đời của mình. Mà cái ý niệm mỗi ngày, ý niệm này nó không phải tiêu cực, mà ý niệm này nó sanh ra thiện tâm tích cực. Nên nó làm cho vị sống trong cuộc đời này ý nghĩa lắm, và vui và an lạc lắm. Và khi quý vị duy trì cái ý niệm niệm A Di Đà Phật cầu sanh Cực Lạc, thì quý vị sẽ không bị lạc lối, không bị lạc lối, và nó không bị những thứ trong cuộc đời này cám dỗ để bỏ đi cái tâm niệm muốn sanh Cực Lạc. Vì mình biết tất cả những cái vui trong cuộc đời này nó đều giả tạm. Thật sự nó vui là giả tạm. Nhưng mình không đá đổ cái niềm vui đó. Vì có những cái niềm vui ở trong cuộc đời này của bản thân mình cũng là độ sanh. Thí dụ như giờ mình tu hành, mình hướng dẫn người tu, trong cái thời đại bây giờ thì ít gì quý vị phải hiện tướng vui vẻ an lạc. Và cái cảnh giới quý vị ở cũng phải coi được, người ta mới thấy rằng đó là phước báo của người niệm Phật. Nhiều người người ta cũng ngưỡng mộ, và từ nơi đó mà người ta sanh tâm thích niệm Phật. Thí dụ như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không đi, Ngài lớn tuổi, Ngài già như vậy đó, mà quý vị để ý những cái buổi giảng của Ngài, từ cái đồng phục của Ngài, từ đồ đạc của Ngài, quý vị để ý đi, từ chiếc khăn tròn cổ của Ngài, có nghĩa là cái quy tắc rất trang nghiêm quý vị. Chắc chắn rằng là có người người ta giống như người ta phải soạn cho Ngài. Đồ của Ngài bận lên cái giảng pháp là rất trang nghiêm. Đồ này đồ nọ rất đẹp, vì sao? Vì người ta nhìn Ngài, người ta ngưỡng mộ. Nhìn ông lão lớn tuổi như vậy, tự nhiên nhiều người lớn tuổi như Ngài làm sao bằng Ngài được. Nhìn Ngài người ta muốn niệm Phật. Vì tôi muốn niệm Phật như cái vị này, vì sao tôi muốn được như vậy đó. Đó đó, cái tâm niệm đó đó quý vị. Nó tại vì sao? Vì người của công chúng, người của công chúng nó khác một ông lão làm ruộng rẫy niệm Phật. Thì nhớ kỹ, nó hình tướng mỗi người nó thể hiện khác nhau, mà làm sao đừng chấp vào cái đó quá nặng nề. Chỉ cần niệm niệm gì chúng sanh, đó là cũng thiện niệm. Niệm niệm gì chúng sanh. Giống như trong tâm niệm những đức bây giờ mình sống, là ví dụ như mình ở đâu, mình đủ duyên mình tạo ra một hoàn cảnh đẹp nhưng cho người khác hưởng. Mình tạo ra hoàn cảnh đẹp nhưng mình không chấp nặng, mình cho người khác hưởng. Người nào cũng được, có duyên đến được nhờ. Thích như vậy đấy. Nghĩa là từ ở ngôi Tam Bảo cho đến ra ngoài đời, dù ở nơi nào mình ở, nơi đó mình thích được phải sạch sẽ, phải đẹp, phải đàng hoàng đấy chi. Người khác đến là được nhờ. Mỗi lần người ta được đến là người ta thấy trong lòng người ta thoải mái, người ta vui. Nghĩa là mỗi lần nấu một món đồ ăn gì ngon là mong người khác được ăn. Người ta ăn cái người ta cảm thấy nhớ, thích. Mỗi lần gặp một đứa con nít nào thấy có duyên đặc biệt, hoặc là duyên không được sâu, trong túi có vài ba ngàn, vài ba đồng cho cháu để làm chi? Kết một cái thiện duyên cho cháu ấn tượng thích mình, để mình dạy cháu niệm Phật. Vì sao? Có nghĩa là cả cuộc đời mình mong muốn rằng là điều đi đến đâu là kết duyên đi đến đó. Bất cứ nơi nào mình ở, người ta đến đều được kết duyên niệm Phật, kết duyên thế giới Cực Lạc. Có nghĩa là muốn bảo trì cái thiện niệm trong mọi hoàn cảnh. Nên những đức mong rằng mỗi người niệm Phật chúng ta phải có cái tâm đó.
cái tâm đó nó sẽ mở rộng phạm vi lớn, rồi tâm lượng lớn, phước báo lớn đó quý vị. Còn nếu như mình có một cái gì rồi mình chỉ biết bo bo giữ cá nhân mình thì tâm lượng mình nó nhỏ quá, nó quá nhỏ. Thí dụ như giờ mình niệm Phật đi, gia đình mình khá giả một chút, anh chị em khổ quá, khỏi đợi người ta ra miệng mượn tiền làm gì. Bản thân mình nhìn thấy cái khổ muốn giúp được mình cứ giúp, cái tâm đó người ta còn cảm ơn mình lớn hơn. Thật sự mà con người mình có cái tâm vậy, sau này đời đời kiếp kiếp bản thân mình hưởng phước tiện lợi. Còn nếu như mà người ta đến với mình hưởng phước khó khăn thì bản thân mình hưởng phước cũng khó khăn, cái nhân cái quả nó phù hợp dữ lắm. Nên từ nơi đó mà phải phát tâm rộng lớn ra. Mà khi tâm lượng mà rộng lớn rồi thì ít bao giờ buồn giận người khác, để trong tâm lâu, không có để trong tâm lâu. Đây là 100%. Nếu như những đức mà không có cái cảm nhận này thì những đức không có thể nào chia sẻ cho vị nghe được đâu. Nó có nghĩa là tâm mình không bao giờ ác tâm và ác ý với ai, phải duy trì cái tâm đó. Mà muốn được như vậy thì làm sao? Niệm Phật, lấy câu Phật hiệu và dẫn đầu, cái này là cách hay nhất. Nên thường niệm Phật, thường nhớ thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hôm qua gặp một người này nói một câu hay. Họ nói một câu rằng là chính con cảm nhận trong cái mùa dịch, nên khi mà con nghe thầy nhắc nhở cái việc gì tín nguyện, chỗ này rất quan trọng. Vì chính con đã thấy cái người này cũng niệm Phật trong mùa dịch, khi người này cặn tử nghiệp gần chết, họ phải tự quyết định con đường của họ đi. Vì trong lúc đó không ai đến để hộ niệm cho họ được. Khi người này nói lên câu này, tự nhiên trong lòng như Đức bừng sáng lên liền. Thì ra là tín nguyện niệm Phật, tin Phật là chỗ cực kỳ quan trọng. Nên cái câu chúng ta nói rằng là bạn tin Phật ở đâu, Phật đến rước bạn ở đó. Bạn bất cứ chết chỗ nào, bạn niệm Phật, Phật đến rước bạn chỗ đó. Bạn bị đất sụp đè bạn, nằm ở dưới đất, bạn có ý niệm niệm Phật thì quang minh Phật soi gọi. Bạn nằm dưới đất nhưng thật sự không phải nằm dưới đất. Trong cái lúc bạn được Phật tiếp dẫn giảng sanh, bạn không có bị đắc đè. Vì quý vị nhớ rằng bổ nguyện Đức Phật A Di Đà vô chướng ngại, đã là vô chướng ngại tiếp độ chúng sanh thì không có cái việc bị đắc đè, không có cái việc bị lửa cháy, không có cái việc bị nước trôi, không có cái việc bị xe đụng, không có chuyện này. Nhưng cái cảnh của tứ đại trả theo nghiệp của tứ đại, nhưng khi được Phật tiếp độ thì nó không có sự trở ngại này. Và quý vị cũng không có sự đau đớn khi Phật A Di Đà phóng quang và tiếp dẫn quý vị, vì không có đau đớn, không còn đau đớn gì nữa. Nhưng mà cái cảnh của người thế gian thì nhìn thấy quý vị đang te tua tả tơ, bị giặt dùi, nhìn thấy thê thảm. Nhưng cái việc Phật tiếp dẫn quý vị thì quý vị thấy không có khổ đau, không có khổ đau gì hết. Khi chúng ta còn mang thân tứ đại, chịu cảnh tứ đại thì nó khổ, nó đau thân, khổ tâm. Nhưng mà được Phật phóng quang tiếp độ thì không còn thấy khổ nữa. Nên cái việc mà tin nhân quả, tin bổ nguyện của Phật, tin sự cứu độ của Phật thì đây là điểm đặc biệt quan trọng. Nên người hôm qua những đức gặp họ nói một câu rằng đúng, rõ ràng tin Phật là việc rất quan trọng. Để vì sao? Vì cặn tử nghiệp người ta chưa đến, mình không trông người ta, mà mình điều niệm Phật, mình trông Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Đây là một cái việc vô cùng quan trọng. Và việc này mãi mãi về sau, bất cứ một người nào đem tịnh độ giới thiệu cũng phải dùng cách này, nói cái này. Và chư tổ sư cũng đều dạy cái này, từ Phật đến tổ cũng đều dạy chỗ này. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni chưa bao giờ ngài nói một câu tin ta ta cứu, chưa bao giờ ngài nói câu này. Thì nhớ kỹ nghe, Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói câu gì? Ta là người sáng đạo, ta là người hướng dẫn, nhưng các con là người tự đi. Ta cũng là người đã từng mê hoặc như các con khi sanh đến cuộc đời này, nhưng ta đã tìm được cái ánh đạo vàng, đã cầm được cái ngọn đuốc sáng. Ta chỉ là người mồi cái ngọn đuốc cho các con, và các con phải tự đốt đuốc mà đi. Rõ ràng không? Chứ Đức Thích Ca Mâu Ni ngài đâu có nói rằng tin ta cứu đâu. Nếu ngài nói như vậy thì người đời sau sẽ nói cái câu giống hệt ngài là tin ta cứu, tin những đức cứu. Không có chuyện này. Mà tự mỗi người phải tạo dựng lòng tin đó,
Và tự mỗi người phải gây dựng tính tâm này, và tự mỗi người phải niệm Phật được, thì Đức Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn quý vị. Có nghĩa là quý vị niệm được danh hiệu của Ngài và muốn về thế giới cực lạc thì tức khắc Ngài sẽ đến tiếp dẫn. Cái nguyên lý là niệm Phật là việc của mình, tiếp dẫn vãng sanh là việc của Phật. Nếu như tin nhân quả, tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thì việc này cực kỳ phù hợp. Chư Phật, chư Tổ và đời chúng ta ai truyền đạo cũng phải nói điều này. Tại vì tin nhân quả là bạn gieo nhân thì gặt quả. Còn nếu như tin ta thì ta cứu. Tin cái nguyên lý này chưa mở rộng phạm vi ra, không nói rõ ràng, thì con người ta sẽ không bao giờ hướng thiện mà chỉ có làm việc tứ tung lang tang, rồi cuối cùng tin mình là mình cứu. Mình không có thể nào cứu được họ. Dù họ có làm sai làm ác cỡ nào nhưng họ phải quay đầu hướng thiện, phải phù hợp vào tín nguyện niệm Phật thì Phật A Di Đà mới cứu được. Cứu độ là do bản thân mình tỉnh táo trong khoảnh khắc cuối cùng. Mà khoảnh khắc cuối cùng này là ý niệm của tín nguyện hàng ngày quân tập. Nếu như không gầy dựng cái ý niệm hàng ngày quân tập về tín nguyện là chắc chắn quý vị sẽ hụt hẳn. Tại vì sao? Nghiệp quan gia cũng không tha cho quý vị đâu. Quý vị nhớ rằng nhiều đời nhiều kiếp chúng ta cũng niệm Phật mà chúng ta không về được thế giới cực lạc là ngay chỗ nào quý vị biết không? Quý vị nói con người như những đức có thể là hộ niệm cho quý vị, giúp quý vị được phải không? Quan gia sẽ trở ngại những đức sẽ đi đến trễ. Không đơn giản đâu. Quan gia trái chủ biết ai là người sẽ đến giúp quý vị, vì quý vị tin người thế gian. Nếu như quý vị tin vào bổ nguyện Đức Phật A Di Đà thì vô chướng ngại. Vì tin vào bổ nguyện Đức Phật A Di Đà thì có thằng hộ pháp hộ trì. Vì nhớ Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không đã từng giảng, ta từng giảng câu này nghe, nghe nè. Ma có thể giả các vị Phật khác, nhưng riêng Phật A Di Đà ma không giả ra. Vì bổ nguyện Đức Phật A Di Đà cứu độ chúng sanh, người ta niệm danh hiệu Phật, không có một loại ma nào dám giả cái Phật A Di Đà để đi cướp cái vị đi làm bậy. Tại vì ma chỉ cần giả Phật A Di Đà thì có thằng hộ pháp sẽ giải quyết vấn đề. Tại vì đây là có bổ nguyện cứu độ chúng sanh. Người này là người đã niệm Phật để muốn về quốc độ của Phật thì ma không bao giờ dám giả ra bổn tôn là Phật A Di Đà. Nhưng vì sao ma có thể giả ra các vị Phật khác? Vì các vị Phật khác không có bổ nguyện tiếp dẫn chúng sanh như Phật A Di Đà. Nguyên lý này quý vị là người tu tịnh độ phải nắm cho rõ ràng. Nếu không thì mù mờ đó. Chánh trợ không rõ ràng. Sự giúp đỡ của con người đó là trợ duyên. Quý vị phải hiểu nguyên lý này. Còn cái việc cứu độ của Phật A Di Đà mới là chánh duyên. Mà chánh không chịu nắm cho chắc mà đi hướng đến chợ, có nghĩa là tưới cây thì phải tưới gốc. Chứ nếu tưới ngọn có thể cái cây chết. Vì gốc cây còn, dù cành lá có chùi lủi nhưng cuối cùng nó vẫn mỏng cả được. Nhưng nếu mà cành còn mà gốc chết thì chịu thua. Nguyên lý này quý vị phải nắm chứ. Nên những đức hướng dẫn điều này là bằng cả tấm lòng của những đức. Chưa bao giờ những đức kêu quý vị phải chạy theo những đức, mà những đức khuyên quý vị là ở bất cứ nơi nào niệm Phật ở nơi đó, ở chỗ nào Phật rước nơi đó. Đó là chúng ta trợ duyên nhau này quý vị. Trợ duyên là mình đem điều này mình chia sẻ. Bản thân những đức cũng theo điều này mà học tập, hiểu chưa? Có quý vị những đức mới đem điều này chia sẻ. Quý vị phải nhớ kỹ, pháp mà Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài giảng thuyết ấy, là pháp của chúng sanh. Nên ý niệm của chúng sanh làm sao thì Ngài giảng ra pháp gì để phù hợp chúng sanh. Chứ không phải là tự nhiên Ngài theo cái ý của Ngài Ngài giảng, hiểu không? Giống như một cái người, người ta muốn làm cái một cỗ máy, người ta phải đi tham khảo dân tình căn cái cỗ máy này như thế nào. Các ngài về mới nghiên cứu ra và lắp ra một cỗ máy để phù hợp vào mỗi một vị trí để mà phát triển cỗ máy này. Thì Phật A Di Đà, Đức Thích Ca Mâu Ni cũng y rang luôn. Chúng sanh đang cần sao, các ngài theo đó mà giảng thuyết và dạy. Nên chúng ta mới áp dụng được, nên mới nói là người hoằng đạo là người tiếp đạo. Cái đạo không hoằng người là không thể nào bản thân mình chủ trương cá nhân, mà là phải vì niệm niệm chúng sanh mà đưa ra phương pháp. Nếu như một cái người truyền đạo mà có một ý niệm là thu phục nhân tâm con người khác, quy về mình để tăng lên danh tiếng cho mình thì sai. Đức Thích Ca Mâu Ni không làm điều này. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng Đức Thích Ca Mâu Ni chưa bao giờ dùng cách gì để xỏ mũi người khác, kéo đi cả. Và người sau này cũng không ai là người chân chính đem đạo pháp của Phật hoàn truyền mà đi xỏ mũi người khác. Có nghĩa là không thu phục nhân tâm người khác.
mà thật sự đưa cho người khác một ngọn đuốc, chúng ta cùng mòi ngọn đuốc lên để cùng tự soi đường của mình mà đi. Cái này quan trọng lắm quý vị. Đó. Nên mỗi ngày phải mang cái tâm niệm nhớ Phật, tin Phật cho vững chắc. Vì nếu như mình lỡ gặp nạn chỗ nào, hoặc mình gặp trong trận dịch bệnh, hay là mình gặp trong cái sự cố gì làm sao, ai đến giúp mình đây? Quan gia trái chủ biết rằng người này sắp sửa đến giúp mình, họ sẽ làm cho bể bánh xe, họ sẽ làm cho bị cái này bị nọ, ngăn chặn lại. Khi mình đi đến chỗ thì xong việc à. Tiêu à, nó dẫn mình đi bắn tiêu rồi còn gì nữa giờ. Còn nếu như tin Phật Bồ Tát thì lúc nào bạn cần Phật Bồ Tát sẽ đến liền, không có trở ngại gì, không có trở ngại được. Sao trở ngại được? Bổ nguyện sao trở ngại? Bổ nguyện siêu vượt thời gian, không gian thời gian bổ nguyện siêu vượt hết. Còn mang cái thân tứ đại còn bị trở ngại vì phương tiện. Nên tin vào con người thì trở ngại vì phương tiện. Dịch bệnh quý vị không đến được, rõ ràng không? Quý vị bây giờ xe tụng rầm, quý vị chờ người ta đến hộ niệm, người ta đến quý vị tiêu. Nếu đắc đè mình, ai dám nhào vô hộ niệm cho mình? Đừng nói đắc đè, bệnh ô nhiễm một chút người ta hộ niệm cho mình, ta đã lo sợ, ta lo sợ rồi. Cái tâm niệm người ta, như bữa đó nhìn Đức gặp cái nhóm hộ niệm, họ nói đi hộ niệm với bà trưởng nhóm, bà đi hộ niệm bà cầm, bà chỉ mọi người cầm theo cục tỏi. Vì dám tin người ta không? Dám tin không? Đây là nghe rõ ràng đó. Nên đại lão Hòa Thượng Ngai Hiền nói một câu rất chân thật, chúng ta đừng nên trách ngài, lời nói ngài quá chân thật, hộ niệm không chắc ăn. Đây là tôi nói lại đó, thấy không? Đây là một cái điều rất là chân thật. Quý vị đừng bao giờ nghe rằng là bây giờ niệm Phật bệnh đau niệm không được, sao cặn tử nghiệp niệm được? Chưa chắc. Bây giờ bệnh đau đây chưa thọ mạng đến, niệm Phật chưa được, nhưng mà mình dẫn tâm niệm Phật, mình dẫn tâm niệm Phật, mình quân tập hàng ngày, đến cặn tử nghiệp tôi niệm được đó là sao? Tại sao quý vị không tin điều này? Chúng ta có được khả năng 40%, Phật A Di Đà phóng quang một phát nữa, chúng ta lên 80%, quý vị niệm Phật được rồi. Còn lúc này mình chưa có phải là cặn tử nghiệp, mình đang bị khảo đảo trong cái mang thân tứ đại, thì mình bệnh đau mình niệm Phật có khi khó khăn, vì mình đang còn bị trở ngại cái thân tứ đại này. Mà mình vẫn có tâm niệm là con phải niệm Phật, con phải tin Phật, thì lúc đó khi cặn tử nghiệp Phật A Di Đà không có bỏ, vì khả năng quý vị công phu 50% ngày phóng quang thêm một cái nữa, lên 30% nữa, 90%, 80%, vì thành công được giải sanh rồi. Tại sao quý vị không tin chỗ này? Không tin chỗ này mà mình đi tin mà bị người ta dọ rằng bệnh đau niệm không được, khi cặn tử nghiệp làm sao niệm được? Phải nhờ người ta giúp đỡ. Nếu gì thì quý vị tin vào trợ duyên, không tin vào chánh duyên. Chánh duyên là Phật A Di Đà, trợ duyên là con người hỗ trợ sẽ bị trở ngại. Quý vị phải công nhận điều này, phải nhận thức cho thật là sâu sắc. Phan hãy ngưỡng mộ thần tượng một người nào, rồi quý vị đá đổ hết tất cả những gì chân thật, hiểu không? Chúng ta tu hành nó phải có góc độ nhận thức, đừng bao giờ chê người khác thiếu trình độ. Có những người ta thiếu trình độ mà ta phát chân tâm. Quý vị có trình độ nhiều cỡ nào thì cũng là thế gian pháp. Nếu như người ta không có trình độ gì mà ta phát chân tâm, cái này quan trọng hơn chứ. Nên Lục Tổ Huệ Năng ngày nói một câu rằng người tu hành đừng khinh biệt người khác. Khinh người khác không phải là người tu hành đâu. Lục Tổ Huệ Năng ngày biết chữ nào đâu, đúng không? Nên ngài vẫn là giác ngộ từ tâm chân thật mà phát được chân tâm bản tính. Nên lúc mà chúng ta chia sẻ gì, Phật A Di Đà cũng là gia hộ, vì mình đang tán thán bộ nguyện của ngài, đang dẫn dắt chúng sanh là đi theo ngài chứ không phải đi theo mình. Bữa nay người Đức sống, ngày mai người Đức chết, sao quý vị theo người Đức, đúng không? Còn cái câu nói ở thế gian muôn biến dạng hóa, quý vị đi theo cái lời nói đó, quý vị có khi bị thất bại. Phải đem pháp làm sao áp dụng đúng hoàn cảnh, đúng nhân duyên, thì đúng là muôn biến dạng hóa phù hợp. Nên cần có trí tuệ là như vậy. Cái này rất quan trọng. Giống như những Đức hướng dẫn người muôn biến dạng hóa, hôm nay những Đức nói này, mai những Đức nói khác, làm sao bị đẩy bị vào cái chuyện niệm Phật hồi sinh cực lạc. Những Đức không kéo quý vị đi theo những Đức là được rồi, hiểu không? Ngày xưa ở chùa cũng vậy, ra ngoài cũng vậy. Thật sự cái gì cũng là mong muốn người ta phải niệm Phật. Và trong lòng như Đức ngày xưa rất mong muốn mỗi gia đình có đạo tràng niệm Phật. Nên tặng tượng Phật quý vị rất là nhiều. Thật sự luôn, tặng tượng Phật rất là nhiều. Nên bảo trì thiện niệm bằng cách niệm A Di Đà Phật và tâm biết ơn từ ngay niệm Phật. Giống như hồi đó mà những Đức gần đi mà chú Đồng Văn Nam chú đến thôi, nói một câu những Đức nhớ mãi đó. Thầy về nhà con đi, vợ chồng con nuôi thầy. Một câu nói đó những Đức chưa về thôi mà những Đức nhớ mãi. Không phải giỡn đâu. Hồi xưa những Đức ở trong chùa chuẩn bị đi, có một chú này,
Bên Đại Tùng Lâm có một chú, ông nói một câu như Đức nhớ mãi ông luôn. Thật giả mặc kệ, nhớ là nhớ cái tình, cái ơn. Ông nói một câu như Đức khi ông qua bên cái chỗ như Đức ở, ông ngồi như Đức nói rằng: nếu như thầy bị cái gì, con mong con thay thế thầy, con chịu hết luôn cũng được. Tại vì sao? Con thấy cái duyên của thầy giúp chúng sanh nhiều quá, nếu chặn ngang cái duyên này thì tội nghiệp chúng sanh quá, nên con chịu đựng hết cho thầy luôn. Nhưng Đức nói nhân quả, chú có tâm thiệt, nhưng mà nhân quả không có ai chịu đựng với ai được hết chứ. Nếu mà nói gì thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài từ bi lắm, Ngài sẽ chịu đựng cho dòng họ Thích Ca không bị sát hại à. Nhưng mà Ngài không làm được chỗ này. Vì sao? Vì nhân quả ai tạo là phải chịu. Một tâm niệm đó thôi nghe quý vị, mà là một ý niệm thiện, nghĩ rằng những đứa có nhân duyên rất nhiều chúng sanh, dù cỡ nào đi chăng nữa phải gói gọn cái nghiệp duyên này lại để giúp cho những chúng sanh đang được giúp. Quý vị, cái tâm này lớn ghê không? Quý vị phải biết, khi muốn hại một người, muốn xử lý một người, hãy nhìn nhân duyên của họ. Nếu họ là người cá nhân, quý vị xử lý họ đi. Người xưa vẫn làm như vậy mà. Còn nếu như cái nhân duyên họ giúp quá nhiều người, đừng nên xử lý họ. Vì xử lý họ rất nhiều người sẽ khổ. Một là gì? Người ta sẽ thất vọng Phật Pháp, hoặc là người ta sẽ không còn tu hành. Nên cái tâm niệm đó là con người, dù là mình với người ta có nghiệp quan gia, nhưng mình suy nghĩ thông suốt về cái tâm này, gọi là có sự chuyển nghiệp. Chứ không phải là mình muốn xử lý ai theo cái cá nhân của mình, thích không thích đâu, không phải đâu. Nó nên nói những lời này gỡ đến tất cả những người hữu duyên á. Quý vị muốn chăm biếm bất cứ một người nào, hãy nhìn vào nhân duyên của họ. Nếu họ còn cá nhân gì, cái gì của họ thì nhân quả tự chịu. Còn nếu như họ giúp người, họ có lợi ích quá nhiều người, thì khoan hãy đụng đến họ. Đợi chừng nào họ không làm việc gì nữa, hãy xử lý họ. Quan gia trái chủ cũng vậy. Nếu như mình có tâm niệm cầu sanh cực lạc cực kỳ mạnh vì chúng sanh, thì quý vị hãy tạm dừng lại đi, để cho họ giúp nhiều người, quý vị sẽ được lợi ích rất lớn. Còn nếu như họ không có tâm niệm gì chúng sanh, niệm niệm gì chúng sanh, họ có ý niệm bậy, sai bậy, xử lý họ đi. Như bản thân như thế cũng vậy luôn, xử lý thôi. Tại vì người này ác tâm. Còn nếu như Đức niệm niệm từ bây giờ đến khi chết đi mà vì chúng sanh, cỡ nào cũng vì chúng sanh, thì quý vị hãy dừng lại đó. Tại vì người ta vì chúng sanh, quý vị muốn đụng như Đức cũng không được, vì bổn nguyện Di Đà phải gia trì. Vì niệm niệm gì chúng sanh mà, phải tin chỗ này. Nên tin nhân quả, tin Phật A Di Đà là đúng, chuẩn nhất. Đây là phát niệm niệm bình an nhất. Chúc quý vị an lạc quý vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha. A Di Đà Phật.